Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn Màu Thể Thao của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, hiện nay việc chăm sóc sức khỏe đang được người dân quan tâm, nhất là từ sau dịch Covid-19. Ngoài việc tham gia các môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bơi lội, thì hiện nay nhiều bạn trẻ chọn cho mình bộ môn thể hình, gym. Loại hình tập luyện này có điều gì đặc biệt lại thu hút nhiều bạn trẻ như vậy? Thông tin này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong phần mở đầu của chương trình hôm nay. Với mục tiêu muốn cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, săn chắc, bên cạnh các bộ môn thể thao như bóng đá, bơi lội, bóng chuyền, thì hiện tại nhiều bạn trẻ trên địa bàn huyện Đức Huệ đã quyết định tìm đến với bộ môn thể hình, gym để cải thiện sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và giữ được vóc dáng cân đối. Có thể nói, sau thời gian phát triển và được du nhập vào hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, bộ môn này đã trở nên phổ biến và được ưa chuộng tại rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tỉnh Long An nói chung, huyện Đức Huệ nói riêng cũng đã xuất hiện các phòng tập dành cho những người yêu thích bộ môn vận động để giữ dáng. Do còn khá mới mẻ với người dân huyện biên giới, nên ban đầu số lượng người tham gia chưa thực sự nhiều, dẫn đến số lượng phòng tập giảm. Hiện chỉ còn duy nhất phòng tập gym Hoài Ân tại khu phố 2, thị trấn Đông Thành. Đây là phòng tập của anh Lê Hoài Ân, 29 tuổi, giáo viên tổng phụ trách trường tiểu học cơ sở Mỹ Thành Đông Đức Huệ. Chỉ vì đam mê mà anh vẫn quyết tâm duy trì phòng tập cho dù doanh thu không cao. Cái gym này ở quê hương Đức Huệ của mình thì chưa có, nên tôi muốn mang cái môn này về Đức Huệ để phát triển cái môn này lớn mạnh hơn và mang sức khỏe đến cho nhiều người và cải thiện cái ngoại hình cho nhiều người ở Đức Huệ mình hơn. Thì đến nay thì đã phát triển được là hơn 6 năm và đã thi đấu rất là nhiều giải. Thì gần đây thì thành tích gần đây mới bắt đầu phát triển được một số cái thành tích. Và sắp tới đây dự kiến là cứ hàng năm sẽ tham gia các giải lớn của Liên đoàn Việt Nam và các giải lớn nhỏ khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ tiếp tục tham gia và phát triển mạnh hơn lĩnh vực này. Sẵn có niềm đam mê, lại được tham gia đào tạo khóa huấn luyện viên quốc gia, được đi thi đấu ở nhiều cấp độ giải, Lê Hoài Ân càng cháy hết mình với bộ môn thể hình này. Phòng tập gym mở cửa thường xuyên chủ yếu để tạo sân chơi, phục vụ niềm đam mê của mình là chính. Số lượng học viên duy trì tại phòng tập khoảng 60 người. Ngoài ra, Hoài Ân còn thành lập một team Hoài Ân gồm 15 thành viên là những bạn trẻ có cùng đam mê và yêu thích gym để chuyên tham gia các giải thi đấu. Tập một ngày tầm khoảng 8 tiếng, chạy bộ thêm 2 tiếng, một ngày làm trung bình tập khoảng tầm 10 tiếng. Ăn uống thì cũng rất là khắc nghiệt, ăn kiêng mà không được ăn dầu mỡ này kia, kiêng đường luôn thì rất là khó khăn. Nhưng mà thực sự rất là đam mê hôm nay, như là cố gắng hết sức để về đích đạt được thành đi để thi. Em tham gia bộ môn này thì gia đình em hết sức ủng hộ. Khi mà mới tham gia thì em chỉ muốn là body của mình được hoàn thiện hơn, mặc đồ thì đẹp hơn. Mong muốn của em hiện tại thì em muốn bản thân của mình hoàn thiện hơn và em muốn câu lạc bộ của em phát triển. Tính từ năm 2017 đến nay, team Hoài Ân đã tham gia thi đấu tại 6 giải từ cấp thành phố trở lên và đạt các thứ hạng như vào top 10 giải Nepal Men Physique, quán quân ngôi sao fitness, huy chương đồng giải cấp thành phố, cúp đồng và khuyến khích giải toàn quốc do Liên đoàn Thể hình Việt Nam tổ chức. Với những kết quả đạt được, tin rằng bộ môn gym nói chung, phòng tập gym Hoài Ân nói riêng sẽ có những bước phát triển đáng kể, không chỉ thỏa sức đam mê cho giới trẻ huyện nhà yêu thích thể dục thể thao, mà còn góp phần đa dạng thêm các loại hình thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trên địa bàn huyện.